Không có núi sông thì không rõ công kiến tạo của trời đất. Không có cuộc sống thì không thấy khí thiêng chung đúc của núi sông. Mật nguồn sông Hiếu phát tích từ Tá Linh Sơn. Núi Tá Linh, đồn Voi Mẹp không chỉ là cặp đôi biểu trưng đi với sông Hiếu mà còn là ngọn trụ sơn, núi thiêng của toàn vùng Quảng Trị. Sông Hiếu, vùng đất chất chứa nhiều dấu ấn di sản lịch sử, văn hóa trải qua nhiều thời đại. Giữ gìn, bảo vệ và khai thác sông Hiếu một cách có hiểu biết không chỉ bảo tồn được môi trường, không gian sinh thái nhân văn mà còn là để khí thiêng núi sông Quảng Trị đời đời kết tù và vương phát. Hơn 8 giờ sáng, nhưng rừng núi vẫn còn âm u, sương răng kín lối. Chúng tôi vội vàng tháo dỡ trại được dựng vội vào chiều hôm trước để lên đường. Muốn lên đỉnh Pa Thiên, mọi người phải đi ngược dòng suối Pa Thiên. Suối Pa Thiên có lẽ đã từ rất lâu, hôm nay mới có bước chân người. Dòng suối với những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, trải dài, trông chẳng khác gì một cái thang lớn màu xanh dựng lên trời. Nhiều đoạn suối, chúng tôi không nhìn thấy nước mà chỉ nghe tiếng nước róc rách khẽ khàng từ những phiến đá phủ kín rêu xanh. Đường đi tuy có độ dốc không quá lớn, nhưng việc đi lại thì hết sức khó khăn, nhất là đối với những ai đi rừng lần đầu tiên. Nếu như ở độ cao khoảng dưới 500 mét so với mực nước biển, khi đi dọc theo con suối, người đi rừng thường tránh bước chân trên những phiến đá có rêu vì dễ bị trượt chân. Thì ngược lại, ở độ cao trên 1.000 mét như thế này, người đi rừng cần phải tránh bước chân lên những phiến đá không có rêu, vì đây là những phiến đá trơn đến nỗi rêu không thể bám được. Ngược dòng Pa Thiên lên đỉnh ngọn Pa Thiên để tìm về nơi đầu nguồn sông Hiếu, chúng tôi phải vượt qua hai vách đá dựng đứng cao hơn 10 mét chắn ngang lòng suối. Vì vậy việc di chuyển đòi hỏi phải hết sức cẩn thận. Chạy suốt mấy cây số, rừng hai bên dòng suối Pa Thiên không có cây lớn, thậm chí càng lên thân cây càng bé dần. Ở nơi đây cây rừng dù lớn hay nhỏ đều bám đầy rêu nên trông thật già cỗi. Với Hồ Văn Ma hay như Hồ Văn Hưng, Hồ Ca Te sinh ra và lớn lên ở Hương Sơn, ngay từ bé đã không ít lần theo bố lên núi cao hái cây thuốc, bắt thú rừng. Nên có lẽ khung cảnh núi non dưới chân Pa Thiên đã trở nên quá gần gũi, thân quen. Nhưng với các thành viên đến từ khu vực phía nam của Hướng Hóa, núi non nơi đây đã để lại trong họ thật nhiều cảm xúc. Là những người con của núi rừng, song có lẽ họ không thể ngờ rằng núi non ở quê mình hùng vĩ và xinh đẹp đến thế. Tôi tên là Hồ Tục Công Người, tôi ở Phung Bia. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia đi khám phá khu rừng ở Voi Mẹp. Cảm nhận của tôi
khi đi làm nói chung là rất là nhiều những điều mới lạ, và tôi cũng rất là bất ngờ ở chỗ Bắc Cự của Hùng Hóa Minh lại có những cái phong cảnh tuyệt vời như thế này. Tuy là đường đi nó gian nan và vất vả, nhưng mà bên cạnh đó thì tôi còn cảm nhận được cái vẻ đẹp của núi rừng. Đó là hoa lá cũng như là mọi thứ đều rất là đặc biệt. Còn với chúng tôi, mỗi gốc cây, mỗi thảng đá, mỗi giọt nước khoan nhặt đều như đang tỉ tê kể một câu chuyện của riêng mình về dòng thời gian vô tận, về những đổi thay không ngừng nghỉ của tự nhiên. Ngắm nhìn con đường bằng đá rêu phong cổ kính, chúng tôi có cảm giác như đang lạc vào vườn cổ tích, như được trở về với tuổi thơ, trở về hòa mình vào dòng nước mát lành của con sông quê hương trong những buổi chiều mùa hạ. Hiện tại là mình đang ở cái độ cao là 1.552 mét này, so với mặt nước biển. Sau gần 3 giờ đồng hồ ngược suối, cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi cánh rừng để đặt chân lên đỉnh Ba Thiên. Trước mắt chúng tôi là một vùng đất khá rộng và tương đối bằng phẳng. Quần thể thực vật ở đây chủ yếu là cây bụi thấp và cây trúc. Theo các cán bộ kiểm lâm thì nơi đây chính là cánh đồng cỏ của quần thể bò tót khoảng từ 8 đến 10 con. Bằng chứng là trên mặt đất, dấu chân của lũ bò tót vẫn còn nhìn thấy rất rõ. Khu vực đỉnh Ba Thiên đấy là địa hình là tương đối là bằng phẳng. Đấy là khu vực rộng lớn và độ cao ở đây là khoảng 1.600 mét. Và khí hậu ở đây là tương đối là ẩm ướt. Và mù và thường có là sương mù dày đặc và cái gió tương đối lớn. Ở đây thảm thực bì ở đây là chủ yếu là các tảng cỏ và một số là và cái bụi là tương đối nhỏ 3 đến 4 mét. Và điểm đặc biệt ở đây là khu vực này là khu vực sinh sống của cái một quần thể bò tót. Quần thể bò tót là một, đấy là một loài là quý hiếm ở trong sách đỏ của Việt Nam. Một điều thú vị là trên đỉnh Ba Thiên có khá nhiều cây chè. Tương truyền đây là vườn chè được quân lính của vua Hàm Nghi trồng trong quá trình nhà vua đi từ thành Tân Sở Cam Lộ ra vùng đất miền Tây Quảng Bình để tránh sự truy đuổi của giặc Pháp. Chè trên đỉnh Ba Thiên thường mọc xen giữa những khóm trúc, lá khá cứng, dày và có màu xanh sẫm. Chè Ba Thiên khi nấu uống nước không có vị chát đậm như chè ở Cam Lộ hay Hướng Hóa. Nếu uống nhiều, rất dễ bị mất ngủ. Thay vào đó, màu nước từ cây chè ở Ba Thiên có màu vàng và vị nhạt hơn. Vậy nên, dù uống nhiều, vẫn rất dễ ngủ. Theo nhiều người đi rừng, có nhiều kinh nghiệm như Hồ Văn Ma, cây chè Ba Thiên sống ở độ cao hơn 1.600 mét. Quanh năm tiếp xúc với mưa ngàn, gió núi, hấp thu những gì tinh khiết của đất trời, nên khi uống vào có khả năng giúp cho con người có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Thật khó để kiểm chứng về câu chuyện nguồn gốc cây chè trên đỉnh Ba Thiên. Nhưng người Vân Kiều ở Hương Sơn nói chung, mỗi khi có dịp ngang qua Ba Thiên, đều không quên hái một ít chè mang về làm quà cho người thân và mời bạn bè cùng thưởng thức. Chè là nguồn gốc đầu tiên, nguồn gốc chè nên đời
vua đem lên, trên trong trên này, chè nằm ở trên rừng này. Người dân hay lên hai là vì trước nên là không có chè giữ làng, đem về dòng giữ làng nó cũng chè trên này hết, trên đỉnh Pa Thiên. Điểm cao nhất trên đỉnh Pa Thiên là cả một quần thể đá. Những phiến đá có kích thước không đều và hình thù cũng khác nhau mà tạo hóa đã dày công đẽo gọt, không rõ từ bao giờ. Chúng nằm cạnh nhau, im lìm, mặc cho mưa gió thời gian. Lại chợt nhớ câu thơ của bà Huyện Thanh Quan, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Dăm ba người từng qua đây đã cố khắc tên mình lên phiến đá. Có lẽ ai đó muốn ký thác vào đá núi chút kỷ niệm về một chuyến đi hiếm có trong đời. Nhưng rồi chỉ sau một thời gian ngắn, những dòng chữ sẽ bị xóa nhòa bởi sự khắc nghiệt của thời tiết. Lang thang trên đỉnh Pa Thiên, tình cờ chúng tôi bắt gặp hai chú chim non khoảng một tuần tuổi. Chim bố mẹ đã làm tổ, đẻ trứng ngay trên bề mặt một phiến đá sát với mặt đất, xung quanh là một ít cây cỏ. Cuộc đấu tranh sinh tồn, nghiệt ngã, mưa gió có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Để vượt qua sự sàng lọc không thiên vị và vô tình của thế giới tự nhiên, động lực lớn nhất của lũ chim chính là bầu trời tự do, rộng lớn và xa thẳm cho đến vô cùng. Từ trên đỉnh Pa Thiên cao hơn 1.600m so với mực nước biển, xuôi theo dòng suối chảy về sườn phía đông của dãy núi là con suối cạn dẫn xuống chân đỉnh Voi Mẹt. Ngay trên lối đi, chúng tôi tình cờ bắt gặp một phần còn lại của một chiếc máy bay bị rơi trong chiến tranh. Hồ Văn Ma cho biết, cách đây chưa lâu, chính anh đã dẫn đường đưa hai cán bộ quân đội từ Hà Nội vào khảo sát nhằm chuẩn bị hiện trường để người Mỹ có thể đào bới, tìm kiếm hài cốt của viên phi công đã tử nạn từ chiếc máy bay này. Vẫn là con suối đá phủ đầy rêu như một con đường đá khổng lồ nối bầu trời với mặt đất. Trên từng phiến đá có những lớp rêu ngả màu rồi khô dần và những lớp rêu mới lại vội vã nhú mầm. Quy luật sinh diệt của tự nhiên hình như không chờ đợi và cũng không bao giờ ngưng nghỉ. Đây chính là một trong số những con suối ngày đêm nhận nước từ đỉnh núi Pa Thiên để đổ về những dòng suối lớn hơn ngay phía dưới chân núi. Những dòng suối đang hướng về phía mặt trời để tìm về với dòng Hiếu Giang. Trước mắt chúng tôi, dãy núi Voi Mẹt hiện ra rõ dần sau màn sương mờ ảo. Nhưng để có thể lên đỉnh núi thì vẫn còn cả một chặng đường dài đầy thử thách ở phía trước.